Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Nhà Đất Lâm Đồng nha. Nơi em đứng đây là thuộc Ca Đui, Đơn Dương, Lâm Đồng. Hôm nay giới thiệu đến cô chú anh chị một lô đất nằm trong khu chợ Ca Đui, Đơn Dương nha. Lô này thích hợp với anh chị nào thích mua đất gần chợ, có thể ở và buôn bán nhỏ nha. Từ đây mình đi ra chợ chỉ khoảng 100m thôi anh chị, có hai đường. Từ đây mình ra tới đường nhựa quẹo phải là gặp cổng trước chợ. Còn cái hướng này á là mình đi tới ngã tư quẹo trái là cũng ra chợ nha. Rất là tiện nha. Đường trước đất á là đường bê tông rộng 8m. Có hệ thống thoát nước hai bên, đèn chiếu sáng nha. Dân cư chủ yếu là người Kinh và người gốc Hoa nha. Trong đó người miền Trung chiếm đa số nha mọi người. Từ đây mình đi ra sân bay Liên Khương á là 20 km, đi về thành phố Đà Lạt là 35 km nha anh chị. Khu này thì dân cư ổn định rồi, dân cư lâu năm không ha. Hàng quán là mình đi ra đầu đường ngoài kia là có đầy đủ hết nha mọi người. Đó. Đường thông tùm lum hết. Từ đây đi ra chợ cũng được nè. Đó. Từ đây đi ra chợ là mọi người thấy cái cổng chợ ngay phía kia luôn, đi bộ có 100m à. Người dân ở đây thì hiền lành thân thiện nha. Cái đường này bàn cờ nên buổi sáng hoặc là buổi chiều mình đi tập thể dục là khá là thoải mái nè. Còn đây là lô đất hôm nay em giới thiệu mọi người nha. Ngang 6 từ giáp cái căn nhà này, từ cái hàng hoa giấy á, từ bờ tường hàng hoa giấy đi qua bên này là 6m nha. 6 dài 17,5m. Tổng diện tích là 103m2. Toàn bộ là đất thổ cư rồi. Hướng này là hướng Tây Nam nha mọi người. Hướng Tây Nam nha. Phù hợp với anh chị nào theo Tây Tứ Trạch nha. Trên đất thì có một cái căn nhà gỗ nhỏ. Thì hồi xưa là người ta dùng để nuôi gà. Mà bây giờ chủ thì đi Sài Gòn định cư lâu rồi, cho nên muốn bán lại ha. Giá chủ mong muốn bán là 1 tỷ 790 triệu. Tương đương với khoảng 300 triệu một mét ngang là giá khu vực này luôn. Không mắc cũng không rẻ nha mọi người. Thường đất mà ở trung tâm chợ thì giá nó ổn định và có giá sàn hết rồi. Mọi người đi một vòng quanh khu này là giá nào cũng như vậy hết cả. Còn có ngợp hay không thì chủ thì cũng không có ngợp, cho nên sẽ khó mà bán giá rẻ cho mọi người lắm. Cứng giá rồi nha. Anh chị nào mà thích đất gần chợ, gần trung tâm thì lô này rất là thích hợp luôn nha. Đường xe hơi quay đầu thoải mái nè. Ra nhựa có 50m là tới nhựa. Ca Đui này thì có khí hậu cũng tương đối mát mẻ nha mọi người. Cao hơn Đà Lạt khoảng tầm 1 đến 2 độ nha. Vào mùa lạnh thì nó có thể xuống tới khoảng 10-11 độ nha. Còn mùa nắng thì cũng không nắng lắm. Mùa nắng thì nhiệt độ cao nhất ghi nhận là khoảng 31-32 độ. Khí hậu ôn hòa thì phù hợp với anh chị nào trung tuổi muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi gần trung tâm nha. Rồi em quay mọi người cái đường từ đất ra chợ nha. Ngay đây là nhà máy gạo nè ha. Chỗ này thì ở cách trường học, ủy ban, chợ bán kính 600m là có đầy đủ hết nha mọi người. Quán ăn ở đây hết. Khu này dân cư chợ rất là sung nha. Sung hơn những chợ khác ở Đơn Dương nhiều. Nhà thuốc. Đây chợ nè mọi người. Ở đây gần chợ Quảng Lập nhưng mà dân Quảng Lập lại ra đây mua không à. Tại chợ này nó đầy đủ á. Cây xăng nè. Bách hóa xanh về đây nha. Cà phê ở đây nha mọi người. Bên này là ủy ban nè, ủy ban đang được làm mới nè.
bên là ngân hàng Agribank luôn nha. Chung hồi xưa em ở cái khu này á, buổi sáng em hay ra đây tập thể dục lắm, chạy vòng 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 ở đây trạm y tế nha mọi người. Chỗ này là trường trung học cơ sở nè, trung học cơ sở Cado nha. Kế bên là nhà văn hóa xã nè, sau lưng nhà văn hóa xã là sân sân bóng. Ok, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nha. Anh chị nào quan tâm có thể liên lạc em số điện thoại bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.